Xin kính chào quý các phụ huynh và các bạn học sinh đã theo dõi số livestream tuần này của công ty du học quốc tế Hằng Lương. Thì xin giới thiệu một xíu, em tên là Kim Thảo và nhân viên tư vấn tại văn phòng thành phố Đà Lạt. Thì hôm nay rất là vui khi mà Thảo được chia sẻ cùng với quý phụ huynh và các bạn học sinh về một ngành học có thể nói là ngành này nó không phải là quá mới đối với mọi người, nhưng mà thật sự mà nói thì là ngành này thì nó đang rất là hot, không chỉ là ở cả Việt Nam và cả quốc tế. Thì em xin chia sẻ đó là ngành quản trị du lịch khách sạn và nhà hàng. Thì đi cùng với cái ngành quản trị du lịch khách sạn nhà hàng này thì hôm nay em cũng sẽ xin giới thiệu đến với một ngôi trường. Thì ngôi trường này nằm ở phía tây của nước Úc, thì nằm ở thành phố Perth và ngôi trường này mang tên là Edinburgh College. Thì ngay bây giờ em sẽ xin chia sẻ sơ lược một xíu về cái ngành quản trị nhà hàng khách sạn để mọi người cùng hiểu rõ thêm một xíu về cái ngành này. Thì ngành như mọi người cũng đã biết là ngành nhà hàng khách sạn du lịch thì là một ngành công nghiệp không khói và là ngành dịch vụ cung cấp các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng và đặt sự hài lòng của khách hàng là trung tâm cho sự vận hành của cái ngành công nghiệp này. Và ngành khách sạn, nhà hàng khách sạn là một trong những nhóm ngành có tốc độ phát triển nhất hiện nay, không chỉ là ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Hiện cái ngành này nó đang đóng góp cho cả GDP của toàn cầu, một cái nguồn thu rất là lớn. Chính vì vậy cho nên là cái nguồn nhân lực của ngành này hiện đang thuộc cái top 11 ngành nhân lực cao nhất thế giới. Và khi mà hiện tại thì mọi người cũng biết là ở với nước Úc thì là cái nền giáo dục của nước Úc rất là tốt, có thể nói là những nước đầu trong cái top ngành giáo dục luôn. Thì mọi người thường sẽ chọn đi du học ở ngành nhà hàng khách sạn du lịch thì sẽ chọn những cái trường mà mọi người đã thân quen rồi. Nhưng mà hôm nay thì Thảo xin giới thiệu đến mọi người ngôi trường có thể nói là nó cũng không có quá xa lạ với mọi người. Và ngôi trường này thì là đầu vào trực tiếp của rất là nhiều trường đại học, tức là nó sẽ rất có lợi thế cho mình. Thì sau đây thì Thảo sẽ xin giới thiệu đôi nét về cái trường là trường Edinburgh College. Thì trường này là trường tiền thân của trường Edinburgh, là Học viện Kinh doanh và Công nghệ của Perth. Thì vào năm 1994, trường hợp tác với Đại học Edinburgh và trở thành là trường cao đẳng trực thuộc Đại học Edinburgh. Thì trường cung cấp cho chúng ta rất là nhiều chương trình học, rất là nhiều chương trình giảng dạy, giống như là chương trình tiếng Anh này, dự bị đại học này, cao đẳng này, chương trình chuyển tiếp sau đại học. Và trường này thì là trường nằm ở phía tây nước Úc và là thành phố Perth. Thì mọi người sẽ đang thắc mắc một xíu là tại sao chúng ta lại phải chọn cái trường này mà không đi thẳng vào các hệ cao đẳng, hệ đại học của nước Úc luôn. Thì thật sự mà nói là sau đây sẽ là một số cái gọi là lý do để chúng ta chọn tại sao lại nên học ở trường cao đẳng Edinburgh. Thì trường cao đẳng Edinburgh là tọa lạc ngay trong khuôn viên của cơ sở trường đại học Edinburgh. Thì khi mà tất cả các bạn học sinh vào học hệ cao đẳng của trường trường này thì các bạn sẽ đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ hoàn toàn được sử dụng tất cả các cơ sở vật chất, ví dụ như là phòng thí nghiệm này, hoặc là thư viện này, hoặc là các phòng học, khu học xá của trường đại học luôn. Và ở đây thì trường cũng có cả khu ký túc xá cho mình luôn, nếu các bạn nào mà không muốn ở ngoài thì có thể là ở ký túc xá. Tiếp theo á, là trường khi mà các bạn học ở trường cao đẳng, hệ cao đẳng thì đầu vào trực tiếp cho cái trường đại học luôn là đầu vào trực tiếp năm 2 của trường, thì là năm 2 của hệ cao đẳng sẽ tương đương với là năm nhất của trường đại học Edinburgh cùng với ngành đó luôn. Đó. Thì trường Edinburgh có lẽ là các bạn cũng đã nghe được nhiều rồi, thì trường hiện là thuộc top 100 đại học theo bảng xếp hạng châu Á và Thái Bình Dương của đề năm 2019. Trường vì là một trường cao đẳng trực thuộc và có thể chuyển tiếp lên tất cả các trường đại học cao đẳng không chỉ là của nước Úc mà có thể là của toàn thế giới luôn, cho nên là trường rất là đa dạng về các chương trình học cũng như là các ngành nghề ở tại đây. Thì khi mà các bạn học ở trường cao đẳng Edinburgh thì các bạn sẽ vừa học được thực hành và thực hành và lý thuyết chung với nhau luôn. Thì khi ra thì cái đầu ra của trường rất là chất lượng, và khi các bạn vừa được học
lý thuyết và thực hành như vậy, thì các bạn cái việc mình đi ra kiếm việc làm của các bạn cũng rất là nhanh. Và tại vì trường đại học Edith thì nó cũng rất là một trường rất là có tiếng, cho nên là khi mà các bạn ra thì các công ty săn đón mình cũng rất là nhiều đó. Thì nói sơ qua một xíu là về chương trình cao đẳng, khi mà các bạn học ở hệ cao đẳng của cái trường này thì sinh viên của chúng ta sẽ được những gì, thì sinh viên của chúng ta sẽ được những lợi thế như sau. Thứ nhất, đây là cái kỹ năng bắt đầu làm việc, tức là khi các bạn học ở đây sẽ được học trau dồi tất cả những cái kỹ năng cũng như là các kinh nghiệm sống ở tại cái thành phố Perth này đó. Cái thứ hai là các bạn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để chuyển tiếp thuận lợi vào các khóa đại học tại các trường cao đẳng, trường đại học hàng đầu ở tại nước Úc. Và trường hàng đầu đầu tiên đó là trường đại học Edith đó. Cái tiếp theo á, sẽ là phương pháp giảng dạy thực hành và lý thuyết chung với nhau, cho nên là các bạn sẽ kiểu như là vừa học vừa vừa thực hành, cho nên là các bạn sẽ nhớ nhớ và học rất là nhanh. Tức là các bạn sẽ được hỗ trợ cho việc học và tiếp thu của mình thì rất là tốt. Cái thứ hai, cái tiếp theo á, sẽ là khi mà các bạn học ở tại trường cao đẳng này thì các lớp học nó rất là nhỏ và là cá nhân. Thì khi mà ví dụ một lớp học nó có thể là từ tầm khoảng mười mấy cho đến hai mấy bạn thôi, như vậy thì mình cái tỷ lệ mà mình có thể tiếp cận với giáo viên và mình có thể hỏi bài họ là cái quá trình giảng dạy của nó sẽ chậm hơn và nó sẽ giúp mình tiếp thu tốt hơn. Tại vì nếu mà nhiều khi các bạn đi qua bên nước Úc vào cái chuyên ngành gọi là vào hệ đại học luôn, đôi khi thì hệ đại học nó sẽ sử dụng 100% là tiếng Anh hết, thì các bạn chưa qua, các bạn chưa quen với cái việc là học, tại vì việc đại học thì nó sẽ học rất là nhanh, cho nên là các bạn có thể là sẽ bị chậm đi so với các bạn cùng cùng lứa khác. Nhưng mà khi mà các bạn học ở hệ đại học trước, tức là các bạn sẽ học được làm quen này, sau đó là nếu mà tại vì lớp học nó nhỏ cho nên các bạn có thể là ví dụ không hiểu cái gì đó thì có thể hỏi lại, nó sẽ dễ dàng hơn. Còn khi mà các bạn lên đại học luôn thì là trường nó rất là rộng với lại nhiều lớp và học sinh rất là nhiều, thì khi đó thì bạn sẽ khó khăn trong cái việc học hỏi hơn đó. Và tiếp theo thì cũng như là lúc đầu em có chia sẻ thì hôm trường có chia sẻ rất là nhiều ngành và rất là nhiều nghề, nhưng mà hôm nay em sẽ xin đi vào một cái ngành nghề chính thôi, đó chính là ngành khách sạn, du lịch và nhà hàng. Dạ. Và thì cái thời gian học của cái ngành này ở cao đẳng thì là học full time sẽ là 2 năm thôi. Và hệ đại học hệ cao đẳng này có thời gian nhập học là từ tháng 2, tháng 6 và tháng 10. Khi mà chúng ta được học á, thì chúng ta sẽ học ở cái campus là ACU China Dialogue Combat phía Tây. Thì như trên màn hình mọi người cũng có thể thấy là em đã có để cái bản đồ của cái trường đại học Edith Cowan luôn, và mọi người có thấy là cái chấm màu đỏ nhỏ nhỏ ở phía phía xa xa một xíu thì đó đó chính là cái campus John Dalup đó. Thì khi mà mọi người sẽ học là học ở cái campus ngay đó, và cái yêu cầu đầu vào của trường này thì nó cũng sẽ dễ hơn. Nếu như mà thay vì các bạn cái yêu cầu đầu vào của cái hệ bachelor nó sẽ cao hơn và khó hơn, các bạn sẽ khó hoàn thành hơn, thì ở trường này khi mà ở cái ngành cao đẳng của mình thì nó chỉ yêu cầu là hoàn thành xong lớp 11 và cái điểm trung bình của tất cả các môn là 6.0 và IELTS là 5.5, thì nó sẽ dễ dàng hơn so với trường đại học. Thường thì các trường đại học sẽ có IELTS là từ 6 chấm trở lên tùy ngành và tùy nghề và tùy trường nữa. Thì khi mà các bạn cái này là một cái gọi là có thể giúp cho các bạn không đủ điểm, khi mà các bạn không đủ điểm để mà đi vào các trường đại học thì các bạn có thể học ở trường cao đẳng Edith Cowan và sau đó sẽ được chuyển tiếp lên vào cái trường mà các bạn mong muốn. Thì về cái phần học phí của cái ngành này thì ngành này hiện tại trong năm nay học phí của năm nhất sẽ là 24.200 đô Úc trên trong một năm. Năm thứ hai sẽ có chi phí cao hơn một xíu, tại vì nó sẽ học gọi là học những cái chuyên ngành chuyên sâu hơn và nó sẽ gọi là có những cái thực hành thực tiễn tốt hơn, cho nên là chi phí nó sẽ cao hơn xíu. Nhưng mà thay vào đó thì học bổng của trường này cũng rất là ok, rất là cao. Nên học bổng có thể là lên đến 5.000 đô Úc, nhưng mà không phải là 5.000 đô này nó sẽ được chia vào trong một năm, mà tùy vào ngành, tùy vào nghề và tùy vào cái hệ mình học, mình có thể là nó sẽ tùy theo cái mức học phí nó sẽ giảm cho mình, và nó cũng sẽ có từng cái gọi là
mức học bổng riêng của từng ngành, chứ không hẳn là ngành nào cũng sẽ là 5.000 đô như thế này. Đó. Thì sau khi mà để học xong ra cái phần gọi là mình học xong ra thì mình vẫn phải muốn kiếm việc làm đúng không? Thì tại vì như các bạn cũng đã biết, nếu mà thay vì cái trường mà chuyên dạy về cái ngành cái ngành nhà hàng khách sạn không, thì trường trường ở Edicovin nó cũng sẽ có một số cái lợi của nó. Và khi các gọi là các bạn đã học cái ngành này thì cơ hội việc làm của bạn các bạn có rất là cao đó. Thì hiện tại theo như những cái khảo sát của mình đó, thì cơ hội việc làm cho sinh viên của cái ngành du lịch nhà hàng khách sạn thì vô cùng là rộng, và mức thu nhập thì là vô cùng, nói chung là không có giới hạn luôn, không có ổn định luôn, nhưng mà cái cơ hội thăng tiến của nó rất là cao. Ví dụ như là khi mà các bạn sẽ hỏi là khi học quản trị nhà hàng khách sạn du lịch ra thì mình sẽ làm gì, thì dưới đây là sẽ có một số ngành mà Thảo chia sẻ với mọi người, như là ví dụ như là hướng dẫn viên du lịch này, điều hành du lịch, chuyên viên tổ chức sự kiện nhà hàng, chuyên viên tư vấn điều hành quản lý các cơ sở ăn uống, vân vân. Nói chung là rất là nhiều, tại vì cái ngành này hiện tại là đang hot, cho nên là các bạn khi mà học ra thì cũng không lo là thất nghiệp đó. Thì ngoài cái việc là trường này, mọi người có thể là nói là trường này sau khi mà các bạn đào tạo từ cái hệ cao đẳng, sau đó là lên đại học, thì trường trường đại học Edicovin cũng có đào tạo rất là nhiều cái ngành nghề gọi là lên cái hệ master, là thạc sĩ sau đại học rất là nhiều. Nên là mọi người muốn biết thêm chi tiết thì mọi người có thể là liên hệ vào công ty tư vấn du học Hằng Lương. Thì công ty tư vấn du học Hằng Lương có hai trụ sở chính, thì trụ sở thứ nhất là ở 1086 đường 3 tháng 2 quận 10 phường 12 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Cái văn phòng, và hiện tại là năm 2021 thì có văn phòng đại diện đặt tại thành phố Đà Lạt, là với địa chỉ là 16 Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Với những ai mà ở trong thành phố thì có thể liên hệ ngay tại văn phòng, hoặc muốn để hỗ trợ được nhiều hơn thì có thể là đến trực tiếp văn phòng. Thì cái đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ các bạn hết mình. Còn nếu như là các bạn ở xa, ở các tỉnh khác thì các bạn có thể là liên hệ vào fanpage của Du học Hằng Lương, hoặc là các trang web của Du học Hằng Lương, hoặc là ngoài ra thì các bạn cũng có thể là liên hệ qua số hotline của công ty là 093-222-33521. Và xin cảm ơn tất cả các quý phụ huynh và các bạn học sinh đã theo dõi số livestream lần này. Các bạn có những vấn đề hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể là nhắn thư trực tiếp vào cái fanpage, thì ở đó sẽ có các bạn chăm sóc khách hàng và các bạn sẽ hỗ trợ mình một cách nhiệt tình nhất. Cảm ơn các bạn ạ.